Chiếc Xe Hẻm đã quay trở lại. Hôm nay là cái ngày rất là vui khi mà tôi vừa hoàn thiện xong chiếc Ducati của tôi, và tôi cũng đã hoàn thiện thêm một con CBR650R đang rất là hot của Honda hiện nay, và vừa mới hoàn thiện một cái gói độ. Tuy gói độ này nhìn có vẻ nó không nhiều nhưng mà thật ra nó rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự an toàn của chiếc xe của mình. Đây, nhưng mà đầu tiên là mình bắt đầu mình sẽ xem thử coi. Chà chà, nhìn có vẻ như giữa một con Ducati Panigale mẫu 1299 của mình và một con CBR650R thì có cái ngoại hình nó có vẻ là tương đồng, cũng đều là hai mắt xéo và đèn led. Bên xe của mình thì có vẻ như các bạn sẽ nhìn thấy là cái đèn mình yếu hơn, nhưng mà thực ra là ở đây chỉ là để cho độ đề mi thôi chứ nó chưa có lên đèn. Thì khi mà lên đèn nó sẽ như thế này đó, bắt đầu nhìn nó tương đồng giống giống nhau đó. Đó, nhưng mà hiện giờ mình phải đi tắt cái xe lại tại vì bây giờ xe không nổ máy mà mình đặt kia thì nó sẽ hơi là tốn pin. Rồi thì hôm nay là mình sẽ là tập trung vào chiếc xe này. Đây là một con Honda CBR650R mà của một anh chủ xe. Anh chỉ vừa mới mua xe và chỉ được chạy được khoảng vài trăm cây số thì đã bỏ qua bên nhà của anh hẻm để bắt đầu mà đổ xe. Thì đổ những gì, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu tiến lại gần. Thì đầu tiên á, nói về cái vấn đề an toàn thì lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ tới những cái gì đó mà mang tính chất là thắng. Thì với cái dàn thắng trước thì anh chủ xe đã quyết định là lên một cái cùm Brembo RZ. Đây, cùm Brembo RZ đây. Đó, cùm Brembo RZ Corsacota. Và đi kèm với đó là hai cái con heo Brembo của Ducati. Hai con heo Brembo của Ducati này thì rất là nhiều người sẽ hỏi vì sao kỹ sư hẻm mà có thể gắn được hai con heo Brembo của Ducati vào đây. Thì dĩ nhiên nếu mà chúng ta chỉ việc mua con heo và bắt vào đây thì chúng ta sẽ bắt không vừa, vì cái khoản tiêu cự gắn đĩa với con heo nó khác nhau giữa hai dòng. Tuy là cùng lỗ bắt 100mm nhưng mà nó rất là khác biệt về cái chỗ bắt đĩa. Vì thế nên anh chủ xe đã quyết định là chỉ cần kỹ sư hẻm xử lý cho nó bắt vào được là mình sẽ bắt vào được. Thế là mình đã phải sử dụng kẹp lên máy tiện để mình phay bớt cái đĩa cho hai cái đĩa nó hẹp nhau hơn thì nó mới canh đúng tiêu cự với lại con heo. Đấy, như thế là xong. Thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta xử lý như thế này rồi thì khi mà mai mốt chúng ta muốn về zin gắn lại heo zin, chúng ta chỉ đơn giản là làm một cái lòng đĩa trên cái đĩa zin này giờ ra tí xíu thôi là như zin, không có vấn đề gì phải lo ngại về cái chuyện về zin hay không. Thì ngoài cái chuyện mà bắt đầu về heo thì chủ xe sẽ bắt đầu tiến tới là phần dây dầu. Đây là một cái dàn dây dầu dây heo. Thì cái khúc này là mình chưa có sử dụng dây ACOT nên mình toàn bộ mình sử dụng dây heo của Mỹ để mà mình đi nguyên bộ từ đây lên ABS và từ ABS trở về công. Đó là nói về dàn tháng trước. Ngoài ra dàn tháng trước thì có thêm một cái bộ phận mà không thể thiếu, đó chính là cái bộ trợ lực. Đây là cái bộ bát trợ lực mà do mình thiết kế để mà gắn cho CBR650R. Một điểm bắt thì nó kẹp vào chinh phục, một điểm bắt thì nó sẽ bắt vào cái điểm vị trí ngay phía trước ổ khóa đây. Rồi, tiến đến là sẽ một cái công dụng hỗ trợ để dành cho cùm côn. Đó là cùm côn Accostato siêu nhẹ. Các bạn có thể thấy là tôi chỉ cần xài một ngón thôi, tôi chỉ cần đụng nhẹ đẩy vô là tôi có thể bóp được. Nhìn nè, tôi chỉ cần sử dụng một cái lực rất là nhẹ. Bản thân con CBR650R này nó có bộ côn cực kỳ nhẹ, và khi mà vô chúng ta vô cùm côn này nó nhẹ còn không thể ngờ được, nào vẫn ngắt rất là chuẩn. Rồi, đó là những thứ mà mọi người ai cũng có thể làm được khi mà có thể bỏ tiền ra mua cùm thắng, mua trợ lực hay gì đó làm bát các thứ hết. Nhưng mà có một cái điều cực kỳ đặc biệt ở chiếc xe này mà mình phải suy nghĩ, đó chính là gì? Chủ xe muốn có một bộ khung chống đổ thật là an toàn. Thật ra xưa đến giờ khi mà mình làm những cái khung chống đổ này thì cái yêu cầu mà cao nhất của mình đó chính là mình phải có nhiều thời gian, không gấp được. Và thế là anh chủ xe đã quyết định bỏ xe ở đây khoảng một tháng hơn rồi đó. Thì bữa nay mới là xong. Thì cái bộ khung chống đổ nó như thế nào? Chúng ta hãy nhìn vào kết cấu ha. Đây là một cái miếng hình tam giác, nó bắt 3 điểm trên đây, ở trên đây 1 điểm, trên đây 1 điểm khi nó bắt vào, và nó treo xuống đây là điểm một điểm để mà bắt giữ với máy. Thì điểm này là kết nối giữa hai điểm trên sườn và nối xuống dưới máy. Thì nếu bình thường những người mà ta gắn chống đổ bình thường, người ta sẽ bắt cái chống đổ vào đây. Thì khi mà một cái lực chống đổ té vào đây mà chúng ta giặt chỗ này thì nó sẽ rất là dễ bị gãy cái chữ Y này rất là yếu ớt. Nó rất là yếu ớt và nó không có cứng chắc gì cả, và bẻ một cái là có thể gãy cái chữ Y này và nó gãy luôn cả cái chân máy. Thì vì thế nên mà quyết định là mình sẽ làm cái bộ chống đổ đa điểm, có nghĩa là nhiều hơn một. Thì mình đã suy nghĩ và mình tìm cách là mình đẩy thêm một điểm thứ hai. Đây là một điểm thứ hai ở đây. Camera mở đầu mình sẽ quay vòng đây ha. Thì cái điểm thứ hai này á thì nó lấy một cái điểm bắt từ sườn và trực tiếp từ sườn ở đây
nó cũng có bắt vào máy, thì có nghĩa là điểm này là điểm liên kết kép giữa sườn với máy luôn. Thì mình quyết định là mình sẽ cho một cái phần để mình bắt điểm trụ vào đây, có nghĩa đây là một điểm trụ vào máy và sườn. Đây máy với sườn, đây cái này sườn trước rồi mới vô máy. Ở đây cũng vậy, đây là vô cái phần nhôm sườn rồi mới vô máy, là hai điểm. Nhưng mà hai điểm đó xong á thì mình vẫn còn suy nghĩ thêm, nếu mà những cái lực tác động mà giật trực tiếp vào đây á thì nó sẽ rất là dễ gây chấn động, nó sẽ làm thụng cái bộ khung này, có thể ảnh hưởng tới những hai cái tay bắt. Nên mình quyết định là ở trong cái bộ chống đổ này mình đã thiết kế thêm phần cao su giảm chấn bên trong nữa. Có nghĩa là đây, trong đây các bạn có nhìn thấy ha, nhìn phần trong đây ha, cái phần màu đen trong đây hai ngón tay mình chỉ nè, đây là một cục cao su đặc, nó có chiều dài bằng từ cái sát máy chịu tới điểm giữa. Ở ngoài đó sẽ là một cục nhựa, đây là cục nhựa mà nó có thể chịu được lực trượt, có nghĩa là khi mà chúng ta xuống nó sẽ không dính đường mà nó sẽ trượt, giúp cho cái xe mình nó không bị sấn ngay bất cứ chỗ nào. Thì cái chống đổ nó quan trọng là ở đó, có nghĩa là khi chúng ta té xuống nhựa nó phải làm sao cho cái xe nó dễ trượt đi hơn. Thì khi mà dễ trượt đi hơn á thì cái ma sát lên nó hoặc là cái tác động lên cái xe nó sẽ thấp hơn. Còn khi mà chúng ta xuống mà những cái gì mà chống đổ mọi người cứ sử dụng bằng sắt hay là bằng kim loại bằng nhôm, nó xuống nó sắn một cái xuống nó sẽ làm một cái lực chịu rất là mạnh vào đây. Nên nhựa chống đổ nhất định là phải dễ trượt, nó giống y chang như là nhựa mà để mà gắn trên đầu gói á, xuống để kè xuống đường là nó phải trượt chứ không nó sận lại là dính cái chân đó. Thì nhựa chống đổ cũng như thế, thì có nghĩa là khi mà chúng ta có một tác lực mạnh vào đây, hai điểm chịu này sẽ giúp chịu và điểm cao su này nó sẽ chịu thêm một phần nữa, thì coi như đây là một điểm chịu thứ ba. Đó là cái thiết kế cực kỳ khó khăn. Và cái xe này á, thì hai bên của nó là nó có hơi khác nhau, điểm bắt thì nó giống nhau nhưng cái chiều dài hai bên sẽ hơi khác nhau. Bắt đầu mình qua đây rồi, qua đây đây. Bên đây thì cái khoảng cách từ ở trong vách máy này đi ra đây nó sẽ dài hơn, nên cái phần thân này nó sẽ dài hơn, chỉ vậy thôi. Còn hai điểm bắt này như nhau. Thì cái bộ này á, thì đây là bộ đầu tiên, có thể nói là bộ đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới, mình chưa thấy ai gấp kiểu này. Và đây là một cái thiết kế riêng của kỹ sư Hẻm, và đây là chiếc đầu tiên mình làm, và mình cũng có lưu mẫu lại luôn. Nếu mà ai mà sử dụng cái dòng xe này mà mình muốn mà lắp ráp á thì có thể order mình, thì mình sẽ xử lý và mình có thể là mình, tại vì chiếc đầu tiên lúc nào nó cũng lâu. Nhưng mà một cái quan trọng nhất thiết đó chính là bạn phải khoét nhựa. Có nghĩa là cái khoét ở cái điểm này nè. Ở đây chúng ta sẽ có một cái miếng nhựa, đây là cái miếng nhựa nó che lại. Thì khi mà chúng ta bắt chống đổ này vô nó sẽ bị dướng, nên thế là phải khoét chống đổ nhựa ở đây tí xíu. Và ngoài ra cũng phải sẽ khoét nhẹ hơn tí xíu trên phía dàn áo, rất là nhỏ, nhìn không thấy đâu, mình khoét rất là kỹ bên trong để mình có thể chịu được một cái. Thì dĩ nhiên chúng ta phải đánh đổi thôi. Nếu các bạn muốn xe của mình thiệt là cứng cáp vững chãi, té hay là những cái gì ngã hay gì đó không vấn đề gì thì chúng ta phải chịu hy sinh một cái gì đó. Còn mấy bạn muốn zin hả, bắt vào đây hả, thì nếu mà bạn té nó gãy cái thanh này hay cái này thì bỏ tay. Còn như thế này thì bảo đảm, mình làm là mình đã thiết kế, mình nghiên cứu rất là kỹ mình mới làm. Đó là nói về cái bộ khung chống đổ này. Nguyên cái bộ khung hai bên này là chưa gì hết là đã tốn biết bao nhiêu thời gian rồi. Thì cái khúc phía đằng sau thì nó bắt đầu qua bên kia lại. Phía đằng sau thì xe này thì chỉ là thêm một cái phần nhỏ, đó chính là heo thắng thôi. Xe tập trung an toàn nên chỉ là trợ lực thắng và chống đổ, vừa an toàn cho chủ xe vừa an toàn cho chiếc xe. Và rồi bắt đầu qua phía đằng sau thì cũng là một sợi dây dầu heo được bấm nguyên sợi, và kèm với đó là một cái bát heo xin xin nguyên khói. Đây là một cái bát heo xin xin nguyên khói thay thế cho bát heo zin. Sử dụng trên nó là một con heo Brembo logo lớn, hai piston đối xứng, và sử dụng trên đĩa zin luôn, và bắt ABS như zin, bắt theo cái vị trí mắt động ABS như zin luôn, không có phải chế cháo gì cả, chỉ bắt vào là xài. Thì đây là một con heo zin Ducati tháo xe. Thì trên chiếc xe này chỉ như vậy thôi, và chủ xe không có thích là bô độ ồn ào nên phải để style zin. Thì chiếc xe zin như thế này thì dĩ nhiên là bảo đảm sẽ không thể bị công an bắt được. Còn chiếc này thì tôi hứa luôn á, hiện giờ nó có rất là nhiều cái không, như là không đảm bảo tiếng ồn, không có biển số, rồi không cầm theo giấy tờ xe, rồi không đúng màu sắc, rồi không kiến, không gì hết, tất cả mọi thứ đều không. Chiếc xe này mà về đồn thì còn lâu mới thoát ra. Còn video về chiếc xe này, ok, hãy xem phần kế tiếp vào ngày thứ sáu, mình sẽ post video về chiếc xe này cận cảnh và toàn bộ mọi thứ hoàn chỉnh, hoàn thiện, review cho mọi người xem. Nó có áp dụng cái công nghệ của MotoGP vô luôn, đó là hai cái cánh gió. Rồi hẹn gặp lại mọi người thứ sáu nha, chào mọi người, kỹ sư Hẻm.